Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Bình vào lò, Phú Trọng chơi đòn cuối. Cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương vì những vi phạm nghiêm trọng khi còn là thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tức giai đoạn 2011-2016. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ra thông báo và nói họ sẽ xem xét kết quả thẩm tra, xác minh nội dung phản ánh liên quan đến ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Kinh tế Trung ương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2011-2016. Họ nói đã kết luận rằng trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm soát, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết, quy định và quyết định về hoạt động tín dụng của ngân hàng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục. Nhiều cán bộ, đảng viên của Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tín dụng đã vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Văn Bình là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tổ chức đảng, của Ngân hàng Nhà nước và cá nhân đồng chí. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, vi phạm và quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình. Và đây được cho rằng sẽ là diễn biến đốt lò mạnh nhất trong thời gian từ đây tới Đại hội Đảng lần thứ 13, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Với chuyên môn về kinh tế và vị trí trong Bộ Chính trị lại tương đối trẻ trong hoàn cảnh chính trị Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình sinh năm 1961, được xem là một trong các ứng viên còn có thể lên cao hơn nữa tại Đại hội Đảng lần thứ 13. Nhưng với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, viễn cảnh chính trị của ông Nguyễn Văn Bình nay rất mong manh. Sinh năm 1961 tại Phú Thọ, ông Bình là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11-12 và Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Sự nghiệp của ông gắn chặt trong ngành ngân hàng, bắt đầu là từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1986. Ông giữ trọng trách là Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội trong 4 năm 1998-2001. Sau đó, ông sang Nga với vai trò Phó Chủ tịch, rồi quyền Chủ tịch Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Quốc tế MIB tại nước này. Về nước năm 2005, ông làm Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tới năm 2011, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tới năm 2016, ông được bầu vào Bộ Chính trị giữ chức trưởng ban Kinh tế Trung ương cho tới nay. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Bình, nguyên thống đốc ngân hàng dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông còn đang đương chức. Các nguồn tin ngoài lề khẳng định rằng ông Nguyễn Văn Bình bị kỷ luật là kết quả của cuộc đấu đá giành chức trong kỳ đại hội sắp tới, bởi các đối thủ khác muốn loại bỏ ông Bình khỏi cuộc chơi. Đây cũng là nhận định của các giới thạo tin từng cho rằng phe Thanh Nghệ quá mạnh nên sẽ ra tay hạ độc thủ cho gọn đường tranh ghế chính trường Việt Nam đang vào giai đoạn quyết định. Về sự kiện chấn động này, trên trang Facebook có hơn nửa triệu người theo dõi, nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đã đưa ra bình luận như sau. Ông Bình được biết đến rộng rãi với cái tên Bình Ruồi, đang yên lành, lại đi phá mụn ruồi nên phạm phong thủy chăng? Thực tế thì thông tin ông Nguyễn Văn Bình khả năng trở thành củi lửa đã lâm gian trên mạng xã hội từ mấy tuần nay. Các lý do mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đưa ra đòi kỷ luật ông Bình rất chung chung, nhưng ý tứ thì hiểu là sẽ không khiển trách nhẹ được, mà khiển trách thì cũng coi như xong. Hồi cuối tháng 8 năm 2020, trong một cuộc họp của Bộ Chính trị đã đề cập tới vấn đề bất cập xảy ra dưới thời ông Bình làm thống đốc, đặc biệt là việc ngân hàng không đồng. Nhắc lại một chút, khoảng tháng 3 năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lần lượt ra quyết định mua lại bắt buộc với giá không đồng gồm Ngân hàng Xây dựng, nay đổi là CBB Bank, và Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu và Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, tức là Ngân hàng Nhà nước phải mua lại các ngân hàng này và cơ cấu lại. Trong tình hình bấy giờ, theo người kế nhiệm của ông Bình là Thống đốc Lê Minh Hưng, sau này có giải thích, thì đó là giải pháp cuối cùng khi các phương án khác, ví dụ như không thể bán được cho nhà đầu tư mới, không được thực hiện sát nhập, hợp nhất, tự nguyện và bắt buộc do mức độ thua lỗ lớn của các ngân hàng, kể cả việc cho phá sản, v.v. đều không thể thực hiện được. Các cổ đông lớn và lãnh đạo của các ngân hàng này hầu hết hiện đang trong tù, đó là Phạm Công Danh, 85% cổ phần, Hà Văn Thắm, Tạ Bá Long, Đoàn Văn An, v.v. Đây là hình ảnh ông
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Và đến nay, các ngân hàng vẫn trong quá trình tái cơ cấu thu hồi nợ xấu để giảm lỗ lũy kế. Tại sao ngân hàng không đồng lại bị nhắc trong thời điểm nhạy cảm này ngay trước đại hội lần thứ 13, câu hỏi cũng được đặt ra. Ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1961, là một trong ít các ứng cử viên sáng giá cho ghế thủ tướng về trình độ hoặc trải nghiệm thực tiễn. Công việc ông này cũng không thua gì các ứng cử viên nặng ký khác như ông Vương Đình Huệ hay đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nếu tái cử. Thậm chí như hồi năm 2016, khi ông Bình lọt vào Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng 12, hãng thông tín Reuters đã đưa ra vô số lời tán dương, cho rằng ông Bình đã chèo chống giúp ngành ngân hàng Việt Nam tránh được thảm cảnh sau khi 20 tỷ đô la nợ xấu gây ảnh hưởng toàn bộ hệ thống, khiến thị trường bất động sản chao đảo và hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản. Ngân hàng nhà nước dưới thời ông Bình cũng đã góp phần làm giảm tỷ lệ lạm phát xuống mức thấp nhất trong năm 2015 và có các biện pháp can thiệp vào tỷ giá giúp bảo vệ nền kinh tế vốn hướng về xuất khẩu trước các cú sốc từ bên ngoài. Việc ông Nguyễn Văn Bình bị đề nghị kỷ luật trong thời điểm này không khỏi khiến dư luận thắc mắc là động cơ chính trị xuất phát từ việc tranh giành ghế trước đại hội 13 hay sao? Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Và sự việc này cũng được đài BBC tại London cho rằng chấn động chính trường Việt Nam. Tuy nhiên, từ trước đây một tuần, blogger Bùi Thanh Hiếu đã bình luận việc loại trừ ông Nguyễn Văn Bình như là một việc được sắp đặt cụ thể trước đó bởi những thế lực khác. Tư Sang và Trương Hòa Bình đang gây sức ép lên Bộ Chính trị bắt phải hủy bỏ phương án Nguyễn Văn Bình ứng cử vị trí Thủ tướng, nếu không sẽ phá tan Đảng Cộng sản Việt Nam. Đơn tố cáo của Tư Sang cầm cả đống phát cho các ủy viên Trung ương, thằng nào cũng dính chuyện, không nghe là không yên thân. Đây là hình ảnh nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Blogger này nói tiếp như sau: chị em nhà Đặng Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm đang đổ tiền trợ lực cho Tư Sang 6 bình đánh bạc canh cuối cùng. Giờ anh nào muốn phá Đảng Cộng sản Việt Nam nên ủng hộ bình ruồi, rồi để bọn Tư Sang 6 bình nó làm thật, phá Đảng hộ mình có phải vui không? Có lẽ phe anh Trọng phải đổi bước chấp nhận yêu sách của phe Tư Sang. Đó là nội dung mà blogger Bùi Thanh Hiếu đã tiên đoán cách đây hơn một tuần. Đến nay thì sự quế đã thật sự xảy ra cho ông Nguyễn Văn Bình. Cuối cùng, phe Tư Sang cũng hạ nốt đối thủ tiềm năng ứng cử chức Thủ tướng. Bài này giống như bài anh Trọng, khi không có ai đủ uy tín kế nhiệm thì còn mỗi lựa chọn. Và khi hạ Hoàng Trung Hải và đẩy Vương Đình Huệ về Hà Nội, Nguyễn Văn Bình phải có gì đó để không còn là ứng cử viên của Thủ tướng. Như vậy, anh Phúc và anh Trương Hòa Bình nếu bị ép về do quá tuổi thì ai sẽ là người đến thay? Sẽ không còn có ai. Các anh ngồi lại là những ai? Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương người Hà Tĩnh, đề nghị Bộ Chính trị. Sau đó anh Phúc và anh Trương Hòa Bình sẽ lớn tiếng đòi kỷ luật. Anh Trọng chắc sẽ không còn sức nữa rồi. Và đây là suy đoán của blogger này. Và phe anh cả đã đưa ra là Tổng Bí thư anh Vượng, Chủ tịch nước Phạm Bình Minh, Thủ tướng anh Bình Ruồi. Tuy nhiên, phe Tư Sang thì đòi Bình Trương phải là Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng. Anh Phúc đòi một mình giữ một trong ba ghế trên. Anh Ba X cơ bản đồng tình với phương án anh cả đưa ra. Anh Tư Sang dẫn quân Long An là Phó Thủ tướng phụ trách Tư pháp Trương Hòa Bình và Trần Cẩm Tú, Hà Tĩnh, chủ nhiệm Kiểm tra Trung ương với một số anh khác như anh em nhà họ Võ quê Hà Tĩnh, tiến hành đánh chặn bất cứ ai ứng cử viên Thủ tướng khóa 13, nhằm loại hết người ở vị trí gần chức vụ này, chẳng hạn như các Phó Thủ tướng, chỉ để duy nhất anh Trương Hòa Bình thành trường hợp đặc biệt. Và thông tin cũng được đưa ra là Tô Lâm muốn làm Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Vào tháng 11 này sẽ là trận quyết chiến. Hiện nay, Trương Hòa Bình đang lôi vụ con trai Trần Bắc Hà ra xử, tạo thành bàn đạp tiến tới triệt luôn anh Bình Ruồi. Theo ý của mình thì anh cả nên để anh Tô Lâm làm Chủ tịch nước. Đổi lại anh ấy sẽ ủng hộ phương án chỉ duy nhất anh Vượng quá tuổi ở lại Bộ Chính trị, còn lại những người quá tuổi khác về hết. Blogger Bùi Thanh Hiếu, người có kinh nghiệm lâu năm trong quan sát chính trường Việt Nam, đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Thông tin cũng cho biết ông Vũ Huy Hoàng chưa bị xử lý kỷ luật vì đang mắc bệnh hiểm nghèo. Tại thông cáo của kỳ họp thứ 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã xem xét trách nhiệm liên quan của các vi phạm trong quản lý sử dụng khu đất 246 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, dẫn đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, do ông Hoàng đang mắc bệnh hiểm nghèo,
nên chưa đưa ra xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Vào hồi giữa tháng 7, cơ quan điều tra của Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cả hai đã bị khởi tố do liên quan đến những vi phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco. Tuy nhiên, ông Hoàng được cho tại ngoại do gặp vấn đề về sức khỏe, còn bà Thoa đã bỏ trốn. Ông Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1953, là Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2007-2016. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2017, ông bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2011-2016 do có nhiều sai phạm về công tác cán bộ. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa đã xuất cảnh, còn Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì đang ở nhà. Ông Hoàng được xác định thiếu gương mẫu, có phát biểu và có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận bổ sung con trai là Vũ Quang Hải làm kiểm toán viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và điều động đề cử con trai tham gia Hội đồng Quản trị Sabeco để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Phó Tổng Giám đốc Sabeco. Ngoài ra, ông Hoàng còn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc kiểm tra dẫn đến một số đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện không đúng các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, để một số cán bộ vi phạm kỷ luật, bị khởi tố, bắt giam để điều tra. Đối với bị can Hồ Kim Thoa, khi thời hạn điều tra án đã hết, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với bà Thoa. Khi nào bắt được bị can sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Kết luận điều tra xác định vào tháng 5 năm 2010, bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, có nhiệm vụ phụ trách trực tiếp vụ công nghiệp nhẹ nên là Cục Công nghiệp và Tổng Công ty Sabeco. Quá trình công tác, bà Thoa đã bị cáo buộc cho biết khu đất 2, 4 và 6 Hai Bà Trưng đã được giao cho Bộ Công Thương và Tổng Công ty Sabeco để quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng khách sạn 6 sao. Mặc dù biết tài sản này không được thành lập pháp nhân mới, tuy nhiên bà Thoa vẫn báo cáo ông Vũ Huy Hoàng phê duyệt, sau đó ký 3 văn bản chấp thuận chủ trương thành lập công ty Sabeco Pair, lợi dụng việc sắp xếp cơ sở nhà đất của doanh nghiệp nhà nước làm thủ đoạn để chuyển quyền sử dụng khu đất vàng trên từ Tổng Công ty Sabeco sang công ty Sabeco Pair. Cáo trạng của Viện Kiểm soát cáo buộc hành vi của các bị can như Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa cùng với một số bị can khác đã dịch chuyển quyền quản lý sử dụng khu đất 246 Hai Bà Trưng từ tài sản nhà nước sang tay tư nhân trái pháp luật. Và hành động của các bị cáo đã gây thiệt hại thất thoát tài sản của nhà nước lên số tiền tới 2.700 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2020 với bản tin Nguyễn Văn Bình vào lò, Phú Trọng chơi đòn cuối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất và nhanh nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.